đáp thắc mắc của các bạn khi sử dụng retinol nhé. Thắc mắc đầu tiên mà bác sĩ rất hay gặp đó là gì ạ? Em thấy là khi sử dụng retinol thì lỗ chân lông to hơn. Các bạn thấy là như bác sĩ đã chia sẻ rất nhiều clip rồi, lỗ chân lông của các bạn đã to thì nó sẽ không thể thu nhỏ lại được, hoặc là thu nhỏ lại rất ít. Và cái việc mà dùng retinol nó chỉ có tác dụng là đẩy nhanh cái quá trình sừng hóa, làm lấy lớp tế bào chết và đẩy lớp tế bào mới lên, cải thiện chất liệu bề mặt. Khi mà các bạn sử dụng thời gian retinol tương đối thì nó sẽ có tác dụng làm gì? Tạo hiệu ứng cái căng cái làn da của bạn và giúp làm giảm tình trạng lỗ chân lông, nghĩa là tạo hiệu ứng để thu gọn lỗ chân lông, chứ còn thực tế lỗ chân lông nó không thể thu nhỏ lại được các bạn nhé, và cũng không thể làm giãn to được nếu mà không có một cái nguyên nhân vật lý nào khác. Và thứ hai nữa là các bạn thấy là khi da của chúng ta lớp tế bào sừng nó bớt đi thì các bạn sẽ thấy là có cái thời gian đầu các bạn sẽ có nhìn có cái hiệu ứng đấy. Tuy nhiên thì càng dần khi các bạn sử dụng thời gian càng lâu càng là dài thì cái lỗ chân lông nó sẽ càng được cải thiện nhiều hơn các bạn nhé. Thắc mắc thứ hai mà bác sĩ cũng rất hay gặp đó là gì ạ? Dùng retinol nhưng da của em lại thấy sạm đi. Các bạn thấy là retinol nó làm đẩy nhanh cái quá trình sừng hóa và chắc chắn là cái lớp tế bào non nó sẽ bị đẩy lên bề mặt sớm hơn so với bình thường, đúng không ạ? Da của chúng ta sẽ hơi nhạy cảm với ánh sáng, đặc biệt là trong thời gian mới đầu khi chúng ta mới sử dụng retinol. Do vậy mà các bạn thấy là yêu cầu bắt buộc của bác sĩ đó là gì? Chúng ta bắt buộc phải sử dụng kem chống nắng và dùng nhiều lần trong ngày, thậm chí là 3-4 lần nhiều hơn trong ngày, đúng không ạ? Và sử dụng các dụng cụ vật lý để che chắn, đó là yêu cầu bắt buộc và luôn luôn phải thực hiện khi mà các bạn sử dụng retinol. Và ngoài ra nữa thì các bạn sẽ phải sử dụng những cái hoạt chất mà giúp làm sáng, rồi những cái hoạt chất mà giúp làm dưỡng, làm dịu cho làm cái da của chúng ta nó khỏe nhanh hơn, cái lớp tế bào nó sẽ trưởng thành nhanh hơn. Và đó là những cái mà chúng ta sẽ phải gọi là gì, có một routine khoa học khi sử dụng retinol nhé, một yêu cầu bắt buộc đó.